thường ừ, chỉ đưa con gái đi cùng, nhưng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là có ba con và con đầu lòng là nam, theo tiết lộ của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS. Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, hé lộ trong báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc trước Quốc hội Hàn Quốc ngày 7 tháng 3, là có bằng chứng cụ thể cho thấy con đầu lòng của ông Kim Jong-un là con trai hạ nghị sĩ Yu Sang Bum thuộc đảng quyền lực nhân dân cầm quyền ở Hàn Quốc, nói tin đồn con trai ông Kim có vấn đề về thể chất và tinh thần dù chưa được xác nhận. Năm ngoái, ông Kim lần đầu tiên công khai hình ảnh con gái giữa, Joo-ae cùng tham gia giám sát một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Kể từ đó, ông đưa con gái tới nhiều sự kiện và cuộc họp khác làm dấy lên đồn đoán rằng đây có thể là người kế thừa nhà lãnh đạo Triều Tiên, tuy nhiên con đầu lòng và con út của ông Kim chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng.